Lúc sinh thời, Bác Hồ yêu thương nhất trên đời là các cháu thiếu niên nhi đồng, người làm thơ. Bác yêu các cháu muôn vàn, gửi cho các cháu 1.000 cái hôn. Trong trái tim thơ trẻ của thiếu niên nhi đồng Việt Nam, hình ảnh Bác không bao giờ phai nhạt. Bao thế hệ thiếu niên nhi đồng từ ngày đầu dựng nước cho đến hôm nay đã từng hát bài ca dâng Bác. Con người chúng ta, thế hệ đã lớn lên cùng đất nước với thủ đô Hà Nội sẽ còn giữ mãi một tình cảm trẻ